giúp đỡ người khác là một hành động cao quý, thể hiện lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và khát vọng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn của chúng ta. Tuy nhiên, hành động giúp đỡ đôi khi có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn và thậm chí có hại. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng thiện chí không phải lúc nào cũng đảm bảo kết quả tích cực. Thực tế, nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, việc giúp đỡ có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cả người giúp và người nhận. Bằng cách khám phá những cạm bẫy tiềm ẩn này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn cách hỗ trợ người khác một cách thực sự có ích và bền vững. Trước hết, hãy xem xét hiện tượng được gọi là hội chứng hy sinh quá mức. Tình trạng này xảy ra khi một cá nhân liên tục đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân, thường là với cái giá phải trả là sự an lành của chính họ. Những người có xu hướng hy sinh quá mức cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt phải dành hết thời gian, năng lượng và nguồn lực của mình để giúp đỡ người khác, ngay cả khi điều đó gây tổn hại cho bản thân. Mặc dù ý định của họ chắc chắn là vị tha, nhưng mô hình hành vi tự hy sinh thái quá này có thể dẫn đến sự kiệt quệ nghiêm trọng về thể chất, tinh thần và tâm lý. Theo thời gian, sức khỏe và hạnh phúc của họ có thể suy giảm khi họ ngày càng cạn kiệt năng lượng. Chu kỳ tự bỏ bê bản thân này không chỉ gây hại cho người giúp đỡ mà còn làm giảm khả năng hỗ trợ hiệu quả cho người khác. Những người thường xuyên bỏ qua nhu cầu của bản thân có thể thấy mình kiệt sức, ít có khả năng giúp đỡ những người cần hỗ trợ và có thể nảy sinh tâm lý oán giận. Điều này làm suy yếu chính mục đích vị tha của họ. Một hậu quả tiềm ẩn khác của việc giúp đỡ là tạo ra sự phụ thuộc. Khi sự hỗ trợ được đưa ra quá thường xuyên hoặc không khuyến khích tính tự lập, nó có thể nuôi dưỡng sự phụ thuộc vào người giúp đỡ. Sự phụ thuộc này làm suy yếu khả năng giải quyết vấn đề độc lập và phát triển các kỹ năng sống thiết yếu của người nhận. Về lâu dài, nó có thể làm xói mòn sự tự tin và hiệu quả bản thân của họ, dẫn đến cảm giác bất lực. Sự trao quyền thực sự bao gồm việc cung cấp hỗ trợ theo cách khuyến khích sự phát triển và khả năng phục hồi thay vì tạo ra nhu cầu hỗ trợ liên tục. Người giúp đỡ phải cân bằng giữa việc đưa ra sự trợ giúp và nuôi dưỡng tính độc lập để đảm bảo rằng sự hỗ trợ của họ mang lại lợi ích lâu dài. Bằng cách đó, họ giúp xây dựng năng lực của người nhận để đối phó với những thách thức trong tương lai một cách tự chủ. Đây là hình thức hỗ trợ bền vững nhất. Sự kiệt sức về mặt cảm xúc mà những người giúp đỡ trải qua là một vấn đề quan trọng khác. Việc liên tục hỗ trợ người khác có thể gây ra sự căng thẳng về mặt cảm xúc, dẫn đến kiệt sức, kiệt quệ và mệt mỏi do lòng trắc ẩn. Những tình trạng này không chỉ có hại cho sự an lành của người giúp đỡ mà còn làm giảm khả năng cung cấp hỗ trợ có ý nghĩa. Người giúp đỡ phải nhận ra giới hạn cảm xúc của mình và ưu tiên chăm sóc bản thân để duy trì khả năng giúp đỡ người khác một cách hiệu quả. Bằng cách chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, họ có thể tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ mà không ảnh hưởng đến sự an lành của bản thân. Sự cân bằng này đảm bảo rằng người giúp đỡ vẫn là một nguồn hỗ trợ ổn định và lâu dài thay vì trở thành một người khác cần được giúp đỡ. Trong một số trường hợp, việc giúp đỡ có thể tạo điều kiện cho các hành vi phá hoại. Bằng cách liên tục cứu ai đó khỏi hậu quả của hành động của họ, chúng ta có thể vô tình khuyến khích các mô hình có hại và thiếu trách nhiệm. Ví dụ, việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho người có vấn đề về cơ bạc có thể ngăn họ đối mặt với hậu quả của hành vi của mình. Hỗ trợ hiệu quả bao gồm việc đặt ra ranh giới và khuyến khích trách nhiệm cá nhân. Bằng cách đó, chúng ta đảm bảo rằng sự hỗ trợ của mình không duy trì các hành vi tiêu cực mà thay vào đó thúc đẩy sự thay đổi tích cực và trách nhiệm giải trình. Cách tiếp cận này giúp các cá nhân học hỏi từ những sai lầm của họ và đưa ra những lựa chọn tốt hơn trong tương lai, dẫn đến sự phát triển cá nhân bền vững hơn. Một vấn đề tiềm ẩn khác là sự mất đi bản sắc có thể xảy ra khi các cá nhân đắm chìm trong nhu cầu của người khác. Khi việc giúp đỡ trở thành một hoạt động chiếm hết thời gian, cảm nhận về bản thân có thể lu mờ dần. Điều này có thể dẫn đến cảm giác giảm sút về sự thỏa mãn và mục đích cá nhân. Người giúp đỡ phải duy trì sở thích, mục tiêu và bản sắc của họ trong khi hỗ trợ người khác để tránh đánh mất chính mình trong quá trình này. Bằng cách đó, họ có thể đảm bảo sự cân bằng lành mạnh giữa việc chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác, giữ gìn cảm giác về giá trị bản thân và sự hài lòng cá nhân. Việc duy trì bản sắc và sở thích cá nhân không chỉ làm phong phú cuộc sống của người giúp đỡ mà còn là tấm gương về hành vi lành mạnh cho những người họ hỗ trợ. Hơn nữa, căng thẳng tài chính là một mối quan tâm thực tế nhưng quan trọng liên quan đến việc giúp đỡ người khác. Việc liên tục cung cấp hỗ trợ tài chính có thể làm cạn kiệt nguồn lực của một người, dẫn đến khó khăn tài chính cá nhân. Điều quan trọng là phải nhận ra giới hạn tài chính của mình và đưa ra sự hỗ trợ trong phạm vi đó. Đảm bảo ổn định tài chính là điều cần thiết cho cả người giúp đỡ và người nhận, vì nó ngăn chặn người giúp đỡ trở thành một cá nhân khác cần được hỗ trợ.
người giúp đỡ phải chú ý đến sức khỏe tài chính của họ để tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ bền vững. Hỗ trợ tài chính có trách nhiệm bao gồm việc đặt ra giới hạn và đảm bảo rằng lòng hào phóng của người giúp đỡ không ảnh hưởng đến sự ổn định và an lành của họ. Ngoài ra, việc bỏ bê nhu cầu cá nhân là một vấn đề phổ biến trong số những người giúp đỡ người khác quá mức. Câu nói bạn không thể rót nước từ một cái cốc rỗng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Những người giúp đỡ bỏ bê sức khỏe và sự an lành của mình vì người khác có thể trải qua sự suy giảm về sức khỏe thể chất và tinh thần. Ưu tiên nhu cầu cá nhân đảm bảo rằng những người giúp đỡ vẫn có khả năng và khỏe mạnh, cho phép họ tiếp tục hỗ trợ người khác một cách hiệu quả. Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là một thành phần cần thiết của việc giúp đỡ bền vững. Bằng cách đảm bảo sự an lành của mình, những người giúp đỡ có thể cung cấp sự hỗ trợ nhất quán và hiệu quả hơn cho những người cần. Hơn nữa, sự oán giận và cay đắng có thể nảy sinh khi sự giúp đỡ không được đáp lại, ghi nhận hoặc đánh giá cao. Người giúp đỡ có thể cảm thấy bị coi nhẹ, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực làm căng thẳng các mối quan hệ. Điều quan trọng là phải quản lý kỳ vọng và nhận ra rằng không phải tất cả các hành động tử tế đều sẽ được đáp lại bằng lòng biết ơn hoặc sự hỗ trợ lẫn nhau. Tìm kiếm sự hài lòng nội tại trong hành động giúp đỡ thay vì dựa vào sự công nhận từ bên ngoài, có thể giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực này. Bằng cách tập trung vào niềm vui của việc cho đi và tác động của sự hỗ trợ của họ, những người giúp đỡ có thể duy trì một cái nhìn tích cực và tránh sự oán giận. Cách tiếp cận này nuôi dưỡng một môi trường cảm xúc lành mạnh hơn và các mối quan hệ bền vững hơn. Tác động đến các mối quan hệ cá nhân là một điều quan trọng khác cần xem xét. Khi một người bạn đời liên tục tập trung vào nhu cầu của người khác, các mối quan hệ riêng của họ có thể bị ảnh hưởng. Người bạn đời có thể cảm thấy bị bỏ bê hoặc không được đánh giá cao, dẫn đến căng thẳng và xung đột. Duy trì sự cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và nuôi dưỡng các mối quan hệ cá nhân là điều cần thiết cho sự an lành tổng thể và sự hài hòa trong cuộc sống cá nhân của một người. Giao tiếp cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau trong các mối quan hệ có thể giúp quản lý sự cân bằng này và đảm bảo rằng cả hai người đều cảm thấy được coi trọng và tôn trọng. Ưu tiên các mối quan hệ cá nhân đảm bảo rằng những người giúp đỡ duy trì một mạng lưới hỗ trợ. Điều này rất quan trọng cho sức khỏe cảm xúc và tinh thần của họ. Một điểm quan trọng khác cần xem xét là hiện tượng mệt mỏi do lòng trắc ẩn. Đây là một dạng kiệt sức cụ thể xuất phát từ stress mãn tính do việc chăm sóc người khác. Nó biểu hiện dưới dạng kiệt quệ về thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng đồng cảm và chăm sóc hiệu quả của người giúp đỡ. Việc nhận biết các dấu hiệu của sự mệt mỏi do lòng trắc ẩn và chủ động thực hiện các bước để quản lý stress là rất quan trọng để duy trì khả năng giúp đỡ người khác mà không làm tổn hại đến sức khỏe của chính mình. Các hoạt động chăm sóc bản thân thường xuyên, như thực hành chánh niệm, tập thể dục và các hoạt động giải trí, có thể giúp giảm thiểu sự mệt mỏi do lòng trắc ẩn và duy trì sự kiên cường về mặt cảm xúc. Bằng cách giải quyết vấn đề mệt mỏi do lòng trắc ẩn, những người giúp đỡ có thể duy trì khả năng cung cấp sự hỗ trợ đồng cảm và hiệu quả. Cuối cùng, kỳ vọng không thực tế có thể tạo ra áp lực to lớn cho những người giúp đỡ, buộc họ phải luôn sẵn sàng cho người khác. Nhu cầu liên tục này có thể dẫn đến cảm giác không đủ năng lực và quá tải. Việc đặt ra ranh giới thực tế và truyền đạt chúng một cách rõ ràng giúp quản lý kỳ vọng và đảm bảo rằng người giúp đỡ có thể cung cấp sự hỗ trợ bền vững. Những người giúp đỡ phải nhận ra rằng họ không thể là tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, và việc từ chối khi cần thiết là điều có thể chấp nhận được. Bằng cách thiết lập ranh giới lành mạnh, họ có thể duy trì sự an lành của mình và tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ có ý nghĩa. Kỳ vọng thực tế giúp ngăn ngừa kiệt sức và đảm bảo rằng người giúp đỡ vẫn là nguồn hỗ trợ đáng tin cậy và hiệu quả. Điều quan trọng cần lưu ý là những điều này không có nghĩa là chúng ta nên ngừng cho đi hoặc giúp đỡ người khác. Thay vào đó, đó là về việc thiết lập ranh giới để đảm bảo rằng chúng ta không hy sinh sự an lành của chính mình trong quá trình này. Giúp đỡ người khác vẫn là một hành động đẹp đẽ và có giá trị, nhưng nó phải được cân bằng với việc chăm sóc bản thân và tự tôn trọng. Mặc dù giúp đỡ người khác về cơ bản là một hành động tích cực và đầy lòng trắc ẩn, nhưng điều quan trọng là phải luôn nhận thức được những cạm bẫy tiềm ẩn của nó. Tôi hy vọng bạn đã thích video này. Nếu bạn vẫn đang theo dõi, hãy để lại bình luận về những gì bạn đã học được hoặc những gì bạn muốn bổ sung. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.